Đây là khu thương mại ngoài triển lãm Đông Anh, Hà Nội. Và cây đây là cây của anh Giáp, có biệt hiệu là Giáp Còi. Đây là cây xanh phôi, chất xanh Nam Điền. Xem trên mạng của bác thì rồi À, không nhớ tên. kênh của mình là kênh Công nghệ thông tin và cuộc sống. À đấy, đấy được. Giọng nói thì rất quen. Cây phôi này cũng đẹp này, phôi nhưng mà cũng già cây. Cây này cũng có tương lai đây. Công nghệ đây là một cây đơn vàng, hoa và nụ của nó này. Cái đơn này là bao tiền anh Giáp nhỉ? Cái đấy 16 triệu anh ạ. Cái đơn rất là đẹp. Được anh Giáp báo giá 16 triệu. Gốc cái này quá đẹp luôn. Cây này còn có cái dễ chạy sang đây nữa này. Tổng thể cây này đẹp, bộ tán đẹp, cũng có những cái nét độc đáo lạ mắt. Alo. Ừ. Ở đâu? Mai. Chiều trái cũng đẹp. Thế, ai nói gì em cũng biết, hôm qua ở đây thì không biết nói năng gì. Cây đơn rất là đẹp. Ừ, nhưng hôm qua sang đây chơi không biết nói năng gì. Không nóng không? Những cây như thế này thì có lẽ là nhìn lâu không thấy chán mắt. Gốc đơn này cũng già này. Đầu không
văn cách bây giờ cho mai một thu vầy cho bên tây đèn thồng xuân mình sẽ giữ nhau đi khắp vùng trời quê hương còn mình ta tình kia sẽ dừng lại anh thời du quy cách qua đường lắng nghe cùng tình ta đã ghi mấy mùa trong du quy vì mưa gió không. Cái này bao tiền là anh giáp nhỉ? Cái đấy 12 triệu nhỉ? Quay cả cây phôi này, phôi xanh ấy Nam Điền. Đây là cái si ba thân. Mấy anh em bán cây rất là yêu đời. Hát hò suốt ngày. Khế này. Nói 3 cây để 5 triệu 3 cây để anh em ở 5 triệu. Mà em ở có 3 cây đấy. Nói là giờ cao minh thằng đấy chắc như là nó hát nhiều nghe nhỉ. hát nhiều bắt đầu nó líu lưỡi vào đấy. Đây là si bạch phong, cây nhỏ như kiểu dáng cũng hay. Ở đây có một đôi xanh nữa này. Cái này là xanh Nam Điền. Lá xanh Nam Điền này. Cái này chân vệ đẹp. Cái này bao tiền anh giáp nhỉ? Cái đấy 25 triệu. 25 triệu cái xanh Nam Điền này. Cây bên này có giá thế à? Dạ, cây đấy cũng vậy. Cây này cũng 25 triệu này. Cây này là cây hoàn thiện, cũng chỉ được chơi.
Ninh Giang. Cây này cũng 25 triệu này. Cũng là xanh Nam Điền này. Đang ra quả này, bông tán cũng mịn này. Ra tới nhà rồi. Em quen rồi nhá. Cái kim mua được của em rồi. Còn nói cẩu cơ. Tốt nhất là thầu anh. Cây xi ba thân này là bao tiền này? Anh Giáp này, cây này. Cây xi 12 triệu anh ạ. Quay lại cây xi 12 triệu này. Lúc đầu thì nhẹ thì cũng nghe. Lại rồi.